Chào các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp lại chiếc smartphone có thể nói là khá ấn tượng của Asus đã xuất hiện vào năm ngoái, đó là Zenfone 3 Max 5.5 inch. Nhưng mà với một cái diện mạo mới, nhìn trẻ trung và nó bắt mắt hơn. Cụ thể thì chúng ta sẽ có thêm hai cái phiên bản màu mới, đó là hồng và vàng, mà Asus gọi là vàng khí phách và hồng cá tính. Vàng thì thật ra là mình thấy quá quen thuộc rồi. Cái tông màu này được cái là nó hợp với cả nam và nữ dùng luôn, nó mang đến cái sự sang trọng. Một cái điểm nữa đó là vàng này Asus làm cái kiểu nó vừa vừa thôi, chứ không phải là vàng chóe, vàng khè. Nói chung là một cái tông màu dễ được người dùng lựa chọn. Còn về màu hồng thì đúng nghĩa là hồng luôn, chứ nó không phải là vàng hồng hay là hồng vàng gì hết. Và tương tự như phiên bản màu vàng thì cái bản màu hồng này nó cũng không hề quá chói hay là lè lẹt. Nó thiên về hồng hẳn nhưng mà nhìn vẫn dịu nhẹ. Và rõ ràng thì cái tông màu này nó sẽ ít đụng hàng, bởi vì đa số hiện tại toàn là đen, trắng, vàng, xám đồ các kiểu. Cho nên mình nghĩ là cái việc cá tính nó nằm ở chỗ này, khi mà các bạn dám lựa chọn một màu sắc khác biệt, đặc biệt là đối với các bạn nam luôn, cá tính cực kỳ. Quan trọng hơn là lần này Asus còn giảm giá 500.000, tức là từ 5.490.000 thì chúng ta còn 4.990.000 thôi. Và nó sẽ chính thức bán ra từ ngày hôm nay 6 tháng 3. Nhìn lại những cái thông số của chiếc Asus Zenfone 3 Max 5.5 này thì với cái mức giá mới, đây lại là một cái lựa chọn rất là đáng để cho chúng ta cân nhắc. Cụ thể thì các bạn sẽ có thiết kế kim loại kết hợp với kính cong 2.5D này, rồi có cả miếng vân tay luôn này. Màn hình thì là màn hình 5.5 inch Full HD. Camera thì là bộ đôi 16MP phía sau và 8MP ở phía trước, chỉ có là chụp tối thì nó hơi đuối một xíu. Còn cấu hình thì không quá đặc sắc nhưng mà coi như là tạm đủ xài với con chip Snapdragon 430 và RAM 3GB. Cái điều quan trọng nhất là cái viên pin của nó 4100mAh. Nó sẽ cho chúng ta cái thời gian on screen được gần 9 tiếng này. Cái thời gian sử dụng hỗn hợp vào khoảng 22 tiếng 20 phút và xem phim liên tục được hơn 15 tiếng, nói chung là rất là trâu bò. Trong cái tầm giá 5 triệu chính hãng thì có thể nói là Asus họ làm khá tốt rồi. Tuy nhiên thì trong cái tầm giá này chúng ta cũng còn khá là nhiều lựa chọn khác nữa, đặc biệt là đối với những bạn mà chúng ta không có phân biệt hàng chính hãng hay là sách tay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.